Xin được mở đầu bản tin ngày hôm nay bằng một thông tin liên quan đến pháp luật. Mới đây ở tại Hà Nội vừa xảy ra một vụ giết người cướp tài sản gây chấn động dư luận khi mà nạn nhân là một người phụ nữ. Dù sống trong một chung cư cao cấp được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhưng đã bị hung thủ giết chết tại nhà và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Và sau 18 giờ vào cuộc điều tra thì Công an Hà Nội đã bắt được nghi phạm là một nam sinh viên mới 21 tuổi. Nạn nhân trong vụ án là một phụ nữ sinh năm 1981. Sống tại chung cư Royal City trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nghi phạm được xác định là Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1996, trú tại phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hiện Tùng đang sống tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và đang là sinh viên khoa bóng rổ, trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội. Theo lời khai ban đầu, vào khoảng tháng 6 năm 2017, qua mạng xã hội Facebook, Tùng quen với nạn nhân. Qua nhiều lần tâm sự, Tùng biết được nạn nhân có tình cảm với mình. Ngày 31 tháng 10, Tùng được người phụ nữ này mời đến nhà chơi và sau một thời chuyện, nạn nhân đưa cho Tùng 1 triệu đồng. Sau đó lợi dụng lúc người phụ nữ không để ý, Tùng đã dùng dao và kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến chị này tử vong. Sau khi gây án, Tùng đi vào phòng ngủ của nạn nhân, lấy 2 chiếc điện thoại di động, một điện thoại iPhone 7 màu đen, một điện thoại Vertu màu đỏ, rồi lục 2 túi sách của nạn nhân để ở đầu giường và lấy đi 15 triệu đồng bên trong. Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời cũng cho biết là do chơi cá cược bóng đá được khoảng 60 triệu đồng, nên khi được nạn nhân mời đến nhà chơi thì y đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để trả nợ. Thông tin Tùng là nghi phạm giết người cướp của khiến chính người thân và hàng xóm của nam sinh này cảm thấy bất ngờ vì theo gia đình thì Tùng là một thanh niên khá ngoan ngoãn. Ngày còn học phổ thông, Tùng có tham gia vào đội tuyển trẻ của bóng đá tỉnh Ninh Bình ở vị trí thủ môn. Sau đó Tùng đã không được gọi vào đội tuyển nên chuyển sang chơi bóng rổ rồi thi đỗ vào khoa bóng rổ của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Vào năm 2016, Tùng cũng từng thi Việt Nam Next Top Model nhưng không được giải gì. Nhưng với chiều cao lý tưởng và thân hình người mẫu thì Tùng thường đi diễn thời trang. Ở trường thì đối tượng này cũng ít giao du với các bạn. Đặc biệt là trước khi gây án khoảng một tuần thì Tùng đã bị trường kỷ luật buộc thôi học vì thường xuyên không đến lớp. Từ cuối năm 2 cho đến khi bị kỷ luật thì Tùng không ở trong ký túc xá. Bạn bè nhận xét là nam sinh viên này có chút ảo tưởng về bản thân.